Chào tất cả anh em nhé. Đây, anh em nhớ có nhận ra đây là ai đây ạ? Vâng, đây là chủ nhân của chiếc Hồng Kỳ HS5 tại Việt Nam. Đấy, và hôm nay đưa hai anh em đi sang triển lãm ô tô Bắc Kinh. Đấy, hôm nay anh ra đây để anh xem chiếc Hồng Kỳ HS5 phiên bản mới 2023 đấy, chuẩn bị mang về Việt Nam nhé anh em nhé. Đấy. Vì cả đẹp lắm. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, phiên bản mới là anh em nhìn quả mặt ca lăng này. Đấy, hình thác nước nhưng mà nó kiểu mới, nhìn nó đẹp hơn hẳn và hiện đại hơn này. Đấy, và cái đầu này cảm giác nó sao có quả răng này hở đây nhỉ? Đấy, chắc là bị lỗi à. Đấy. Phiên bản mới này thì cái mặt ca lăng nó đẹp hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, còn phần hông xe thì cơ bản là nó cũng giống như phiên bản cũ thôi. Đây là xe chạy thử anh ạ. Đấy. Còn cái phần đuôi xe này nó cũng đã được thay đổi. Đấy, và cái đèn. Đấy. Còn về cơ bản là kích thước các thứ thì vẫn thế thôi. Phiên bản này dẫn động bốn bánh này. Đấy. Phiên bản mới thì được thay đổi động cơ. Cái màu xanh này nó cũng hơi lạ lạ anh ạ. Cái tầm này đến đây họ đóng cửa rồi, nhưng là chưa không chạy thử được. Đấy, anh em đứng ở ngoài để nhòm ngó tí. Đấy. Cái này nó có hơn cái là cái cái phần nó táp có lô hai, nó khác hơn. nó có hai cái chỗ để sạc ấy. Anh nhìn chưa, Nó hai có cái hốc hai sạc chỗ to hốc chưa, sạc không dây anh em này. hốc sạc rất là to luôn. Đấy. Đấy, cái đấy là điểm điểm cộng đấy. Phần đấy để sạc này. cái Màu ghế cũng vẫn thế nhỉ. cái lúm chỉnh kia là nó là bây giờ điều chỉnh cơ, cái này lúm chỉnh cơ rất đẹp. Cái màu ghế này thì vẫn thế anh em ạ. Màu ghế vẫn thế. Là nội ngoại thất thì khác phần ngoại thất thôi, nội thất thì gần như là cũng không thay đổi mấy. Có cái này đẹp anh nhỉ? Đấy, thêm Có cái cái này mang đẹp. cá nữa này, Có mang cá cái này thì cá này. trông nó cũng đẹp hơn này. Cái này cá mới trông cũng đẹp hơn này. Đấy. Thì cái tay nắm cửa cũng làm Tay sần nắm luôn. cửa thì trông nó cũng Sần khác luôn, sần khác kim hơn một cương luôn. chút. Cái này sần kim cương. La răng thì trông cũng đẹp hơn nhỉ. La răng nó hơi đẹp hơn chút. Đấy, chủ yếu khác với cái phần đầu xe thôi, còn về cơ bản về thông số kích thước và động cơ nữa, động cơ và hộp số, còn về kích thước xe thì gần như không thay đổi. Số này tám cấp. Đấy, hộp số được nâng lên thành 8 cấp. Đấy. Hôm nay sang Đẹp đây lắm. là xem xe, để đợt tới này đặt xe về anh em nhé. Đấy, hôm nay đi chủ tịch sang đây xem xe này. Đấy. Đèn 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 cũng thay đổi đây. Đèn đèn này cũng có matrix luôn. Nhưng mà đèn là khác đèn cũ này, cái đèn này khác. Thì đúng rồi, nó thay đổi cái mặt ca lăng lên, cái đèn nó sẽ làm Hai cái trau chuốt đèn hơn. đèn gầm với đèn đèn chiếu đánh lái này cũng khác rồi. Hai cái đều là bi hết luôn. Cái cũ ở cái dưới này nó là halogen. Có cái bạn nhân viên Hồng À, Kỳ không. ra. Này, cái chỗ này, cái biển số bên này họ họ làm vào cái chỗ này là vừa khít này. Cái biển số này Đấy, đẹp lắm. họ làm vào cái chỗ bắt này vừa luôn anh em ạ. Không như Biển đẹp mình. quá, biển mình không làm đẹp được này. Biển số trông họ làm vừa luôn với cái chỗ để bắt. Không biết bản này không thấy radar nhỉ? Khả năng radar bên trên. Không có radar ở trước. Nói chung là bản mới nhìn đẹp đẹp hơn rất là nhiều anh em ạ. Và trông nó cũng nhẹ nhàng hơn đấy. Phần đầu xe trông nó nhìn cảm giác nó không dày như bản trước, nhưng mà trông nhìn nó bắt mắt hơn, trẻ trung hơn. Sau vẫn như thế luôn. Sau Nội vẫn như thất thế. thì vẫn giống nhau thôi, Sau như thế. chủ Sau như yếu thế. là ngoại thất thôi chính. À, cái này đẹp này. Cái nội thất này
bây giờ là nó không để cái tấm tre, một cái tấm tre ở bên đúng rồi. Cái màn hình, chỗ màn hình tắp, rất là đẹp. Tắp lô bây giờ nó không bị thô đó. Cái này nhìn đấy, rất là đẹp. Cái tắp lô hồng kỳ bản cũ thì cái phần này nó hơi thô lên anh em này. Bây giờ nó làm hẳn vào trong. Bây giờ nó làm là nó thành một khối liền luôn. Nó khối liền trông đẹp hơn. Đấy. Cái kia trông nó hơi thô tí. Tiếc là hôm nay không được lái thử. Không lái thử được, không được qua xem. Đây. Phần vô lăng. Phần phần yên ngựa có phải khác không? Thêm nút không? Đúng rồi, yên ngựa cũng khác. Yên ngựa là cái này bản này to hơn. Trông nó to hơn. Ấy hơn. Và trông nghe nó trông đẹp hơn. Nó sắc cạnh hơn. Ừ. Nói chung anh em mà đam mê hồng kỳ nhá. Thì anh em chờ thời gian tới nhá. Hôm nay anh em mình đã sang nhìn tận tay rồi. Đấy. Để đi cùng với người đang đi hồng kỳ sang xem tận nơi thì mới thấy được cái sự khác biệt anh em ạ. Thì đợt tới này anh em mà mê hồng kỳ nhá thì hãy nhớ hãy chờ nhá. Đấy. Rồi anh em đã xem sơ lược về chiếc xe hồng kỳ HS5 mới. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá. Trong video khác còn đây này. Ở đây là có hồng kỳ H9 này. Đấy. Hồng kỳ H9 với như có phiên bản HS6 mình thử ngó lại. Ok, mình sẽ đi xem tiếp. Chào anh em trong video, hẹn anh em trong video tiếp nhé. Nhớ like, subscribe và ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.